Thưa quý vị, năm 2020 đã khép lại. Với Đà Nẵng, đây là một năm lần đầu tiên trong suốt 23 năm từ khi trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Nền kinh tế Đà Nẵng có mức tăng trưởng âm. Để vực dậy nền kinh tế, năm 2021, thành phố Đà Nẵng chọn chủ đề là năm khôi phục tăng trưởng và đẩy mạnh phát triển kinh tế, với tổng sản phẩm trên địa bàn GDP tăng 6% so với năm 2020. Năm 2020, tổng sản phẩm trên địa bàn GDP của Đà Nẵng ước sụt giảm ở mức 9,77% so với năm 2019. Thành phố chỉ hoàn thành 3 trên 11 chỉ tiêu đề ra. Thu ngân sách chỉ đạt 70%. Du lịch, ngành kinh tế mũi nhọn của Đà Nẵng sụt giảm mạnh. Lượng khách lưu trú giảm 64% so với năm 2019. Chỉ số sản xuất công nghiệp ước giảm đến 10% so với năm 2019. Sự ảnh hưởng nghiêm trọng của hai đợt dịch COVID-19 đã kéo lùi nền kinh tế Đà Nẵng. Do vậy, năm 2021, Đà Nẵng đặt ra quyết tâm rất cao để phục hồi nền kinh tế với mục tiêu tổng sản phẩm trên địa bàn GDP tăng 6% so với năm 2020. Tại buổi làm việc của Ban Thường vụ Thành ủy với Ban Cán sự Đảng, Ủy ban Nhân dân thành phố được tổ chức mới đây, Bí thư Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Văn Quảng nhấn mạnh, năm 2021 là năm đầu thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ 22. Vì vậy, Ban Cán sự Đảng cần tập trung chỉ đạo có kế hoạch cụ thể để triển khai nhiệm vụ năm 2021, cũng như cả nhiệm kỳ, bám sát chương trình hành động của Thành ủy về thực hiện nghị quyết đại hội. Hiện nay tất cả chúng ta đều phải có một cái trách nhiệm rất lớn, đó là chúng ta phải suy nghĩ đến câu chuyện là năm 2021 này chúng ta làm những cái gì để chúng ta khôi phục lại kinh tế thành phố. Các đồng chí ạ, đấy là một cái điều mà tôi tin rằng tất cả các đồng chí ngồi đây đều phải trăn trở cái việc đó. Thế muốn như thế thì cái cuộc làm việc giữa Ban Thường vụ với lại Ban Cán sự Đảng chính là cái việc để chúng ta xác định ra những cái nội dung, những cái biện pháp để chúng ta tập trung làm trước mắt để đạt được cái hiệu quả đó. Rất nhiều giải pháp đã được đặt ra. Theo đó, thành phố sẽ tập trung tháo gỡ những khó khăn vướng mắc pháp lý trong các dự án đất đai tồn đọng kéo dài, giúp khơi thông nguồn lực, vừa khôi phục thị trường du lịch trong ngắn hạn, vừa triển khai thực hiện đề án cơ cấu lại ngành du lịch, nỗ lực thu hút đầu tư, đẩy mạnh đầu tư công, phát triển công nghiệp, tập trung phát triển các lĩnh vực mũi nhọn như công nghiệp công nghệ cao, công nghệ thông tin, logistics. Tôi cũng hy vọng rằng là kinh tế thành phố sẽ có những bước phát triển rõ ràng trong năm 2021. Qua cái thời gian dịch bệnh, thiên tai, thì tôi nghĩ rằng là các doanh nghiệp cũng như cộng đồng doanh nghiệp có nhiều cái kế hoạch, có nhiều cái phương án để cùng phát triển kinh tế trong cái điều kiện dịch bệnh. Cho nên là trong năm 2021, với cái việc mà khống chế thành công dịch bệnh, thì tôi nghĩ rằng là sẽ là một cái tiền đề rất là quan trọng để cho các cái ý tưởng đã được ấp ủ trong thời gian vừa qua có cơ hội để phát triển. Để đảm bảo thực hiện tốt mục tiêu trên, Đà Nẵng sẽ tập trung nguồn lực cho xây dựng cơ sở hạ tầng, tiếp tục rà soát, điều chỉnh, ban hành cơ chế chính sách để cải thiện mạnh môi trường đầu tư kinh doanh, tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, hỗ trợ doanh nghiệp, tạo niềm tin cho các nhà đầu tư, đồng thời đưa ra các giải pháp thực hiện tốt đề án mô hình chính quyền đô thị và các cơ chế chính sách đặc thù để xây dựng và phát triển thành phố gắn với việc thực hiện nghị quyết số 43 của Bộ Chính trị. Cùng với Đảng bộ và các cấp chính quyền thành phố, cộng đồng doanh nghiệp trên địa bàn Đà Nẵng cũng đang quyết liệt triển khai các nhóm giải pháp phục hồi và sẵn sàng đồng hành cùng thành phố. Năm 2021, chủ đề là phục hồi kinh tế và phát triển kinh tế Đà Nẵng thì tôi thấy là rất là hợp lý. Và tôi mong rằng trong cái năm này thì những doanh nghiệp của chúng tôi cũng đồng hành cùng với lại thành phố để mà hoàn thành được cái chủ đề về phát triển kinh tế trong năm này. Hiện mặc dù các quốc gia trên thế giới đang chạy đua thời gian để sản xuất vaccine và triển khai tiêm phòng vaccine phòng COVID-19, song tình hình dịch bệnh vẫn còn diễn biến phức tạp. Riêng Việt Nam, tuy đã tạm thời ngăn chặn được COVID-19, nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều nguy cơ tác động trực tiếp đến quá trình phục hồi của nền kinh tế Việt Nam nói chung, Đà Nẵng nói riêng. Do vậy, để đạt được mục tiêu kép, vừa phòng chống dịch, vừa đạt được tăng trưởng 6% trong năm 2021 là không hề dễ dàng, đòi hỏi sự nỗ lực rất lớn của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố.